những cây thông lấp lánh quả châu, ngõ xa hay đại lộ gần đều lung linh đèn nến, nhạc reo vang ngân nga trong tiếng chuông giáo đường. Những ngày lễ hội tràn ngập sắc đỏ xanh rạng rỡ chính là khoảng thời gian đẹp nhất một năm, khiến những người yêu thương xích lại bên nhau tìm hơi ấm. Những tâm hồn đang tìm một nửa của mình đâu đó nếu có chút chênh vênh vì câu hỏi ai sẽ cầm tay mình trong đêm Giáng sinh thì hãy vui lên nhé. Hạnh phúc và đầm ấm chắc chắn vẫn đang chờ bạn đâu đó. Nào, cùng cất tiếng ca mừng vui.